Thời gian qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Bến Tre đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Thành đoàn Bến Tre thực hiện nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong đó, chương trình Kết nối thăm nhà, mặc dù ra đời cách đây không lâu, nhưng là nhịp cầu nối để những nhà hảo tâm hỗ trợ cho những đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Dù tất bật với nhiều công việc cuối năm, nhưng những người thực hiện chương trình Kết nối thăm nhà đã dành thời gian đến thăm em Trần Minh Khang, học sinh lớp 12/4, trường Trung học Phổ thông Võ Trường Toản, hiện ngụ tại ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Hoàn cảnh của em, cha mất do tai biến mạch máu não, mẹ đi thêm bước nữa. Hiện tại em đang sống cùng bà nội và chị ruột. Các khoản chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào tiền lương của chị gái. Cách đây gần 3 tháng, Minh Khang phát hiện bị bệnh suy thận mạn giai đoạn 5, tăng huyết áp vô căn nguyên phát, tăng lipid máu hỗn hợp. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, thế nhưng em vẫn luôn hy vọng có thể hoàn thành chương trình trung học phổ thông, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên múa, mang cái đẹp của nghệ thuật phục vụ công chúng. Dạ, với cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại thì con vẫn muốn tiếp tục học để lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3 và bằng đại học để sau này kiếm việc làm được ổn định và phụ giúp gia đình. Thấu hiểu và chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn cùng nỗi đau bệnh tật mà Minh Khang đang từng ngày vượt qua, chương trình Kết nối thăm nhà đã vận động các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm để trực tiếp đến thăm và hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng. Đồng thời, thông qua chương trình, tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chúng ta hỗ trợ để Minh Khang có điều kiện trị bệnh. Hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm trong quá trình phát triển. Và hy vọng các anh chị em thực hiện chương trình Kết nối thăm nhà cũng như là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và thành phố Bến Tre trong thời gian tới thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực và cho HPBank có điều kiện tham gia trong các chương trình an sinh xã hội sắp tới. Mục đích của chương trình của chúng tôi là kết nối những đơn vị hỗ trợ để đến thăm những cái gia đình, thăm nhà những gia đình đoàn viên, thanh niên, đảng viên, người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Và còn một mục đích nữa đó là chúng tôi kết nối để trao tặng những cái cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các cái địa phương mà cần thiết để phục vụ cho người dân. Thì chương trình nhằm mang lại cái ý nghĩa đó là đem một cái phần sự hỗ trợ của những đơn vị, những cá nhân, những mạnh thường quân đến đối với những cái hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Chương trình Kết nối thăm nhà do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Thành đoàn Bến Tre thực hiện với mong muốn trở thành nhịp cầu nối để các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ trong và ngoài tỉnh cùng chia sẻ, giúp đỡ vật chất cũng như tiếp thêm nghị lực tinh thần, giúp đỡ đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bởi trong cuộc sống với hàng trăm mảnh ghép muôn màu, có mảnh vuông tròn cũng có mảnh chưa trọn vẹn, người khỏe, người đau, người giàu, người khổ. Có những ước mơ rất bình dị, giản đơn, nhưng đó là cả một quá trình phấn đấu. Và chương trình mong muốn lan tỏa yêu thương cũng như tinh thần sống đẹp vì cộng đồng xã hội.